Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 9, viết hàm liệt kê giá trị lớn nhất trong mạng một chiều các số thực. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu được cái đề bài này. Ví dụ ở đây mình đưa ra một cái mạng một chiều số thực gồm các phần tử là 100.5, trừ 4.67 và trừ 6. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng là cái phần tử đầu tiên là 100.5 là phần tử lớn nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được đó là phần tử lớn nhất, đúng không ạ? Đấy. Về thuật toán để giải bài tập này thì mình sẽ trình bày như sau. Đầu tiên là ta gán cái giá trị max, giá trị lớn nhất của mạng cho cái giá trị đầu tiên này, có cái giá trị A0 này. Đấy. Sau đó lấy cái giá trị A0 này so sánh với những cái giá trị còn lại. À, nếu như gặp cái giá trị nào mà lớn hơn cái giá trị A0 này thì lúc đó gán cái biến max ban đầu ấy bằng cái giá trị lớn hơn đó. Đấy, và nó cứ làm tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó so sánh hết tất cả các phần tử của cái mạng A này. Đấy. Thì nó sẽ tìm được cái giá trị của cái biến max này. Thì đó là cái thuật toán của cái bài toán này. Còn bây giờ mình sẽ đi vào giải chi tiết cho bài toán. Đầu tiên, cũng như những cái bài toán khác thì mình cần phải đảo lên một số cái thư viện nhỏ nó. Còn new estimate max và cần phải định nghĩa cái max có độ rộng lớn là 100. Và sau đó là cái hàm nhập max. Nhập max này là nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Nhập mạng thì mình đã viết trước rồi đấy. Nhập mạng này thì các bạn lưu ý là ở đây thì mình nên sử dụng cái câu lệnh goto thì nó sẽ nhanh hơn là các bạn sử dụng cái câu lệnh while hay do while, đúng không ạ? Nó sẽ nhanh và nó rất dễ hiểu. Nếu như các bạn xem những video trước thì mình đã giải thích rất rõ về cái câu lệnh goto này và cái hàm nhập mạng này, đúng không ạ? Rồi tiếp tục là đến cái hàm xuất mạng. Sau khi nhập thì chúng ta cần phải xuất cái mạng này ra, đúng không ạ? Mình viết cho nó tường minh ra. Đấy, xuất mạng. Rồi trong cái hàm xuất mạng này thì mình cũng sử dụng một cái vòng lặp for để in cái giá trị của mạng ra. Giá trị phần tử của mạng. Sau khi làm xuất mạng thì chúng ta sẽ tiến hành vào cái hàm kiểm tra. Chúng ta có cái hàm này là vì yêu cầu của bài toán là tìm ra cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Nên là mình sẽ đặt cho cái kiểu dữ liệu của cái hàm này là kiểu float. Đấy sẽ là mình đặt là lớn nhất. Đấy. Trong đây cũng là float. À. Và đây sẽ là in n, đúng không ạ? Đấy. Và trong cái khối lệnh của cái plot này thì mình cũng cần phải làm như sau. Mình sẽ phải gán cái giá trị max cho nó, khai báo một cái biến max này. Plot, xin lỗi các bạn, là phải là kiểu plot vì ta đang làm bài tập với kiểu số thực, đúng không ạ? Plot max này bằng cái giá trị A0, đúng không ạ? Và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for này với y chạy với một cái biến chạy y này, và so sánh y nó phải bé này n này, tất nhiên là sẽ là y cộng cộng, đúng không ạ? Và trong vòng lặp for này thì sẽ làm gì? Trong vòng lặp for này thì mình sẽ đi so sánh bằng cái câu lệnh if. Nếu như mà cái AI mà lớn hơn cái max, đúng không ạ? Thì làm gì? Thì lúc này sẽ làm công việc gán max, cái giá trị max sẽ bằng AI. Đấy. Và sau đó sẽ return về cái kết quả là AI, đúng không ạ?
là cái biến. Đây mình sẽ là return, tức là kết quả của hàm này sẽ trả về cái biến max. Rồi đây là cái hàm để tính cái giá trị lớn nhất, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hàm main. Đúng không ạ? Trong hàm main này thì chúng ta cần phải khai báo cái n. Đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là kiểu phải khai báo cái mạng A. Đây sẽ là mạng. Đúng không ạ? Tiếp theo thì mình sẽ gọi cái hàm nhập lên. Đây sẽ là nhập mạng, đúng không ạ? Cấu trúc của nó sẽ là A và N chấm phẩy. Tiếp theo sẽ là một cái hàm gọi cái hàm xuất mạng, cũng tương tự như cái hàm nhập mạng, đúng không ạ? A và N. Đấy. Rồi tiếp theo, để in ra cái giá trị lớn nhất thì chúng ta cần phải làm như sau. Float lớn max này sẽ bằng, ta gọi cái hàm lớn nhất ra. Đấy, vì kết quả của cái hàm lớn nhất này có thể tra về cái min max, đúng không ạ? Nên ở đây ta làm như sau. Lớn nhất a cũng a n. Đấy. À, chấm phẩy. Sau đó sẽ dùng câu lệnh print để in ra kết quả. Giá trị lớn nhất của mạng là, đây sẽ là phần trăm F, đúng không ạ? Vì nó là kiểu số thực. Phần trăm 8.3F. Thì 8.3F như là như nào, nghĩa là như nào thì mình đã giải thích trước rồi, đúng không ạ? Đấy, rất là rõ. Rồi, đây sẽ là return. Get, à, xin lỗi các bạn, get ạ. Và return. Rồi, thì trên đây là cái hàm main. Đấy. Nó cũng khá là đơn giản và dễ hiểu, đúng không ạ? Rồi, mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem. Như vậy là không có lỗi, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập số phần tử là 3 nè. Rồi, mình sẽ nhập một số bất kỳ. Đó. Đây, khi mình nhập số phần tử là 3 thì nó đã in ra cái mạng là trừ, gồm có 3 phần tử là trừ 12.3 này, 200 này, và trừ 323.23 này. Đấy, thì nó đã in ra giá trị lớn nhất là 200, đúng không ạ? Đấy, như vậy là nó hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là cái chương trình dùng để tìm cái giá trị lớn nhất trong cái mạng một chiều các số thực. Đấy. Và ở trong cái bài tập này thì các bạn cần phải lưu ý những cái vấn đề sau. Đầu tiên là cái cách để nhập mạng và xuất mạng, đúng không ạ? Tuy nó là đơn giản nhưng các bạn cần phải lưu ý là chúng ta cần phải cẩn thận về cái kiểu dữ liệu, hay là về cái những cái câu lệnh, câu to hay do while mình sử dụng trong đó. Tiếp theo là cái trong cái câu lệnh phần hàm để tính cái lớn nhất này thì nó cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần nhớ rằng là chúng ta cần phải gán cái giá trị max cho nó là bằng một cái giá trị AI trong mạng đó, và giá trị nào cũng được. Ở đây mình gán đây là không được, nhưng nếu các bạn nào muốn gán giá trị khác thì cũng đều được cả. Đấy. Rồi. Nhưng thường ta sẽ gắn là không. Đấy. Thì nó sẽ chính xác hơn đấy. Rồi. Và trong hàm main này thì nó cũng đơn giản. Chúng ta cần phải lưu ý cái cách gọi hàm. Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.